is a world new formed. Những tay quý tộc say khướt trong những bữa tiệc hoàng gia thường hỏi ta hết lần này đến lần khác rằng đâu là điều thú vị nhất khi giết chết một con rồng. Thật khó để giải thích cho chúng hiểu được, khi có lẽ phần nhiều trong những con người ấy còn chưa bao giờ tự tay kết thúc đi một sinh mạng. Ta nói đến kết liễu chứ không phải là giết chóc. Người ta sẽ chẳng cảm thấy gì khi đập chết lũ sâu bọ, những loài vật quá yếu ớt, chúng thậm chí còn không phản kháng trước cái chết. Hay như khi con người diệt trừ đi lũ chuột quấy rầy trong bếp, thì họ xem đó là một việc đương nhiên, một lẽ tất yếu giống như khi mổ gia súc để lấy thịt vậy. Ta không nói đến thứ giết chóc đó. Một con rồng là đại diện tối cao cho quyền năng và sức mạnh, nhưng kể cả khi chúng có thể hủy diệt cả một thị trấn chỉ với hơi thở của mình, thì đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Đừng hạ thấp loài sinh vật đó xuống ngang hàng với những con dã thú bạo lực. Lũ thú vật đó chỉ đáng là con mồi của bọn quý tộc trong những trò tiêu khiển với chó săn và hàng tá tùy tùng mà thôi. Sự thật là giết một con rồng chẳng khác mấy so với việc giết một con người. Là một người lính, ta có lẽ cũng từng giết hàng trăm người, thậm chí là nhiều hơn trong những cuộc viễn chinh. Nhưng khi lưỡi kiếm của ta vung lên và đối thủ là những bộ giáp sắt hay lũ lính quèn, thì đó là một cơn say máu vô vị và nhàm chán. Những con rồng thú vị hơn thế rất nhiều, hàng trăm năm tuổi đem đến cho chúng kinh nghiệm và dĩ nhiên là cả trí khôn. Chính điều đó mới khiến rồng trở thành một đối thủ khó chơi, chứ không phải là sức mạnh đơn thuần. Và hơn thế nữa, với những con rồng cao cấp nhất, chủng tộc Airworms, thì khi nhìn vào con mắt khổng lồ của chúng, sẽ thấy ở đó còn là cảm xúc, thứ cảm xúc không khác gì của một con người, và đó mới là phần hay nhất. Xin đừng hiểu lầm ý ta. Đừng cho rằng ta là một kẻ bệnh hoạn tìm đến rồng để thỏa mãn thú vui tàn sát, chỉ bởi không thể trực tiếp giết người. Dù rằng một phần nào đó trong tâm trí ta sẽ không thể phủ nhận hoàn toàn điều ấy. Không ai dám nghĩ đến việc một hiệp sĩ được trọng vọng bởi tất cả các vương quốc, được đi vào những bài hát ngợi ca chiến công vang lên khắp các lục địa, lại là một kẻ bị ám ảnh bởi thứ cảm giác khi trao cái chết đến cho con mồi của mình. Đó là một điểm thỏa mãn đầy lạ lùng, khi mà ta, trong một vài giây phút ngắn ngủi, nhìn thẳng vào đôi mắt lìa đời của con rồng và thấy được toàn bộ những ký ức, di sản, sự thông tuệ và cả niềm kiêu hãnh của tạo vật đẹp đẽ tráng lệ ấy. Để rồi khi nhát kiếm kết liễu được vung lên, thì lòng ta lại khao khát đón chờ một cuộc săn mới. Và hôm nay chính là một ngày đáng chờ đợi như thế, khi mà cuộc săn lớn nhất trong đời ta cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Từ lâu lắm rồi, kể từ sau khi lấy mạng con rồng vĩ đại Udorak của vương quốc Cardones, ta mới nóng lòng và hân hoan đến vậy. Đã hơn 3.000 ngày kể từ khi ta lần theo dấu vết của nó, từ cao nguyên Drut, nơi mà tộc Centaur dũng mãnh đến nhường nào cũng phải hãi hùng khi nhắc đến sự kiện cánh đồng lửa, mà ở đó một con rồng đỏ rực đã thiêu rụi cả một doanh trại của họ rồi tung cánh bay về phía bắc. Ngược những dòng sông, ta tìm đến miền cực bắc Icewreck, xa xôi với bão tuyết cuồn cuộn quanh năm. Nhưng thứ ta tìm được ở đó chỉ là những tàn tích còn sót lại của tòa thành trắng, The White Fortress, nơi mà cách đây không lâu còn là bản doanh của Yusaria, nữ phù thủy quyền năng từng được xem như mối đe dọa cho cả lục địa. Nhưng trước khi đoàn quân Golem Băng của bà ta chạm được đến nắng ấm ở phía nam, thì chúng đã bị tan chảy trước hơi thở của một con rồng lửa khổng lồ. Con quái vật sau đó bay lên cực bắc, và mặc cho đêm đó có một trận bão tuyết khắc nghiệt nhất và lạnh lẽo nhất mà vùng Icewreck từng chứng kiến, thì con rồng vẫn thiêu rụi hoàn toàn đế chế băng giá hùng mạnh của Yusaria chỉ sau vài giờ đồng hồ. Sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng, rong ruổi từ những cánh rừng già phía tây thung lũng Auguri cho tới biển lớn phía đông, ngoài khơi xa của quần đảo Ascavor. Ở đâu có những lời đồn thổi về một con rồng đỏ vỗ cánh bay là ta cũng sẽ tìm đến, để bằng mọi giá gặp được nó và sau đó là kết liễu nó. Slyrex the Crimson Dragon. Và cuối cùng thì ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Kẻ thù mạnh nhất trong đời ta đang ở đó, trên đỉnh cao nhất của The Bleeding Hills. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, ta sẽ được đối đầu với nó, chiến đấu với vuốt sắc, nanh nhọn và hơi thở khét tiếng của Slyrax, ngọn lửa khủng khiếp mà có thể nung chảy cả những thứ kim loại bền chắc nhất. Rồi sau đó khi những sức lực cuối cùng của cả hai được tung ra, ta sẽ lấy mạng nó bằng lưỡi kiếm này, được đúc từ răng nanh và vẩy của Visia, con rồng ta lấy mạng ở thành Saradel,
đôi khi ta thật sự nghĩ rằng thanh kiếm này có linh tính riêng của nó, và thậm chí là sự thèm khát của riêng nó, thèm khát dòng máu nóng của loài rồng, hay đó là cơn khát của ta, ta cũng không rõ nữa. Nhưng sau tất cả những hy vọng và khát khao ấy, thì đây là những gì mà ta nhận được. Slyrex vĩ đại trong truyền thuyết ở ngay trước mặt ta, nhưng trong bộ dạng tựa như một con chó già sắp lìa đời, tàn tã và khốn khổ. Đôi cánh từng bá chủ bầu trời nay rách nát như một tấm rẻ lau. Bộ vảy đỏ rực trong cơn ác mộng ám ảnh tộc Centaur giờ bong chóc loang lổ và bốc mùi thối rữa. Những chiếc nanh trụi lùi và bộ móng mòn vẹt đến mức đáng thương. Và thảm hại nhất, ngọn lửa đầy kiêu hãnh của Crimson Dragon được miêu tả là cháy lên từ cặp mắt hung tợn của nó, nay le lói chẳng khác gì một que diêm ướt. Và thế là ta đã hiểu vì sao mà nó đã đến ngọn đồi này hàng tháng nay và chẳng bay đi đâu. Nó đã chọn nơi để chết. Cuộc đời hiển hách của một con rồng, của một chiến binh sẽ kết thúc như vậy sao? Để cho kẻ địch được chết trong yên bình, đó là một lý do rất hợp lý cho những câu chuyện cổ tích. Nhưng điều khiến ta quay người bỏ đi trong lúc ấy là sự thất vọng đến cùng cực và một nỗi sợ hãi cho chính bản thân. Ta sợ nhìn thấy hình ảnh của chính mình nơi Slyrex. Một ngày nào đó khi về già, ta cũng sẽ tàn tạ và thảm hại như thế. Cuối cùng thì, đến như loài rồng cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự khắc nghiệt của thời gian. Nhưng vào lúc đó, con rồng cất tiếng. Chuyện loài rồng biết nói tiếng người thì không quá xa lạ. Đặc biệt là chủng Elworms như Slyrex. Chúng biết nói tiếng người và suy nghĩ chẳng khác gì một con người. Thậm chí với hàng trăm năm tri thức, chúng uyên bác chẳng kém cho một học giả hay một triết gia. Bằng giọng nói trầm khàn như vang vọng từ hàng trăm năm lịch sử, Slyrex nói với ta. Ta hiểu nỗi sợ hãi của người, chiến binh. Nhưng ngươi sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi nó được đâu. Trừ khi, ngay bây giờ, hãy chiến đấu với ta bằng tất cả niềm kiêu hãnh của người. Hãy cho ta một cái kết huy hoàng. Một lời thỉnh cầu mà ta sẽ không từ chối. Một con rồng vĩ đại xứng đáng được hưởng ân huệ. Và rút kiếm ra, ta lao vào trận chiến mà mình đã chờ đợi bấy lâu, nơi con người mạnh mẽ nhất đối đầu với con rồng hung tợn nhất. Đã rất lâu rồi từ ngày hôm đó, ta chẳng thể nào nhớ được chi tiết về trận thư hùng ấy. Nhưng rõ ràng ta đã đánh giá thấp Slyrex. Mặc dù đã quá già cỗi, nó vẫn còn rất mạnh. Kể cả khi lưỡi kiếm của ta cắm ngập trong ngực nó vẫn kịp găm móng vuốt vào cổ kẻ thù. Một đòn suýt chút nữa đã lấy mạng ta. Điều mà nếu trước đây vài năm thì có lẽ khỏi cần phải bàn cãi. Nhưng đó là tất cả những gì mà con rồng làm được. Tâm nguyện của nó là được chết trong trận chiến và ta đã trao cho nó ân huệ ấy. Và đó cũng là niềm vinh hạnh của ta, để ta có thể tự khẳng định lại lý tưởng của mình mà trong phút giây nào đó ta đã lầm lạc và vô tình quên mất. Cuộc chiến của cuộc đời ta chống lại những con rồng hùng mạnh không phải là cuộc chiến thấp hèn với bạo lực giết chóc, mà đó là cuộc chiến của lòng tin, vinh quang và kiêu hãnh. Và ta vẫn tiếp tục cuộc chiến của mình, này với hình ảnh của Slyrex được khắc trên tấm khiên, tinh thần bất diệt của kẻ thù đáng trân trọng ấy sẽ đồng hành với ta để nhắc cho ta biết rằng ta thực sự là ai. Hãy gọi ta là Davian the Dragon Knight. Hay, rất hay. Lão già tóc trắng phá lên cười. Vậy đây thực sự là cuốn sách của gã hiệp sĩ đó đấy à? Xem nào, cuộc chiến đời tôi bay lượn với loài rồng. Chà, hóa ra đó là cách kiếm sống của mấy tay chiến binh về vườn. Hẳn là viết tự truyện về cuộc đời mình. Ông ta chưa hề giải nghệ. Cậu bé cũng là chủ nhân của cuốn sách giận tím mặt gào lên. Sir Davian vẫn đang tham gia vào cuộc chiến Mad Moon cùng với rất nhiều anh hùng khác. Rồi, không cần phải giận dữ như thế đâu. Mà nếu thế thì đâu phải là hắn tiếp tục cuộc chiến của mình nữa đâu. Vì giờ hắn đâu còn giết rồng mà là giết người rồi. Giết quái vật, cậu bé sửa lại ngay lập tức. Rồi bằng một tiếng thở dài hết sức trẻ con, cậu nói tiếp. Thế đấy, ông Ezalor ạ. Ông bảo rằng không có ai chơi cùng và ông đang buồn chán, nên cháu đã mang đến cuốn sách này và kể cho ông nghe chuyện về hiệp sĩ rồng. Thế mà ông không biết thì thôi, cuốn sách này hết sạch ở mọi cửa hàng, ai cũng yêu mến Sir Davian. Phải rồi, ta xin lỗi. Để đổi lại thì ta sẽ kể cho cháu một câu chuyện khác. Tiện nói về loài rồng, cháu có biết chúng từ lâu được biết tới như giống loài nắm trong tay bí quyết về sự bất tử không? Như thế nào ạ? Mắt cậu bé sáng lên đầy háo hức. Một con rồng có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, nhưng sau cùng thì nó vẫn phải già đi và chết.
Tuy nhiên, những con rồng già nhất và thông thái nhất thì biết cách để kéo dài mạng sống của mình, hay đúng hơn là tái sinh. Nó sẽ tìm cách bẫy một kẻ mà nó lựa chọn từ lâu, thường là một con người. Bởi con người cũng giống như rồng, có trí tuệ chứ không ngu si như các loài muông thú. Khi ấy, con rồng sẽ truyền máu của mình vào người đó, cùng với đó là cả sức mạnh và thứ ý chí có tuổi đời hàng trăm năm. Để làm gì, cậu có biết không? Để sau đó, dòng máu yếu ớt và bản ngã non nớt của con người sẽ không thể cạnh tranh nổi với dòng máu rồng mạnh mẽ và cổ xưa. Con người đáng thương ấy dần dần sẽ biến thành một con rồng. Hay nói cho đúng hơn, trở thành một cái vỏ cho con rồng có thể tái sinh. Nào, đừng nhìn ta như thế, ta đâu có nói gì về chàng hiệp sĩ anh hùng của cháu đâu. Ông thật là kỳ cục, ông Ezalo ạ. Chả trách người trong làng gọi ông là lão khùng. Ông toàn nói những thứ khó hiểu thôi. Cũng muộn rồi, cháu về đây. Nhưng ông đừng lo, ngày mai cháu sẽ quay lại và kể tiếp cho ông nghe. Chào tạm biệt đứa trẻ. Ông lão đợi nó đi khuất rồi mới đóng lại yên cương cho con ngựa già. Và lão dục dịch lên đường. Ngay giữa trời hoàng hôn đang buông xuống, ngắm những tia nắng tắt dần ở cuối chân trời, lão già lẩm bẩm: lũ rồng già giờ chết hết cả rồi, nhưng nếu còn một con nào đó, ta cũng muốn gặp thử xem sao. Vừa rồi là một mẩu chuyện mà chúng mình phóng tác ra, nhưng về cơ bản vẫn dựa hoàn toàn vào lore gốc về Dragon Knight mà Valve cung cấp. Vẫn là câu chuyện về Davian, một hiệp sĩ chuyên đi diệt rồng. Sau nhiều năm theo dấu con rồng Slyrex, một con rồng lửa mà theo một số dữ liệu khác thì còn có một cái tên là Crimson Dragon. Khi Davian gặp được Slyrex thì con rồng này đã quá già và sắp chết. Davian định để cho nó chết trong yên bình thì con rồng có một thỉnh cầu là hãy để nó chết trong chiến đấu. Davian đồng ý và màn đọ sức kết thúc với kết cục là cả hai đều dính vết thương chí mạng. Khi máu của cả hai hòa lẫn vào nhau, Slyrex đã truyền sức mạnh của mình cho Davian. Con rồng sau đó đã chết và Davian có thể gọi là đã được nó cứu mạng. Và dòng máu rồng trong người anh lúc này đã giúp cho chàng hiệp sĩ có những khả năng đặc biệt như phun lửa, thể chất cứng rắn bền bỉ hơn và thậm chí là có thể biến hình thành rồng. Tuy nhiên, có một số giả thuyết cho rằng thực tế Davian hôm đó đã tử trận và con rồng Slyrex đã đội lốt của anh và sống cho đến ngày nay. Đó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Có thể thấy là lore của Dota 2 dù về cơ bản vẫn còn rất rời rạc, nhưng mỗi mẩu lore nhỏ lẻ lại có chiều sâu rất đáng kể, như là câu chuyện về Davian the Dragon Knight hôm nay chẳng hạn. Và sẽ còn nhiều câu chuyện khác về các hero khác mà chúng mình sẽ đưa đến cho anh em thông qua series Sử thi Dota 2. Hãy subscribe cho kênh 23 Creative VN cùng nút chuông để không bỏ lỡ một số nào. Còn với video này, nếu anh em thấy hay thì hãy cho chúng mình một like và một share. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.